Với những cái ngôi nhà mà đã từng bị thất bại, những ngôi nhà mà đã từng bị phá sản, thì nó phải có những cái nguyên nhân nào đấy gây nên những cái sự thất bại, gây nên những cái sự phá sản đó, đúng không ạ? Thì chúng ta phải đứng dưới cái góc nhìn, ví dụ như là trước khi chúng ta tìm hiểu đấy về ngôi nhà đó, về mặt hình thể nó có vấn đề, hoặc là về năng lượng nó có vấn đề hay không. Xin quý nhà hậu quý cô chú anh chị, hôm nay tôi vừa nhận được một câu hỏi liên quan đến mua bất động sản. Thời kỳ kinh tế khủng hoảng rồi thì rất là nhiều những cái mất mát xảy ra, thành ra là có rất là nhiều tài sản liên quan đến bất động sản được giao bán trên thị trường. Ngày hôm nay tôi gặp một câu hỏi là một bạn rất là muốn mua một cái bất động sản, nhưng mà bạn ấy tìm hiểu là cái bất động sản đó thì là của một cái công ty mà họ bị phá sản. Bạn muốn hỏi tôi là vậy thì có nên mua những ngôi nhà, những cái bất động sản mà chủ nhà đã từng bị phá sản hay không? Thì tôi thấy là một câu hỏi rất là thú vị. Thực ra thì rõ ràng là chúng ta thấy mua một ngôi nhà hoặc là mua một cái bất động sản từ một công ty hoặc là một gia đình ăn nên làm ra, thì đương nhiên là chúng ta sẽ có xu hướng là mình hay được hưởng những cái lộc lá từ cái ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó thì rõ ràng là người ta vượng, người ta mới ăn nên làm ra, như đúng không ạ? Thế thì tội gì mà phải mua được những cái ngôi nhà mà đã từng phá sản rồi thì đã từng thất bại, đúng không ạ? Tuy nhiên ở một cái góc nhìn khác thì theo tôi, mua những cái bất động sản vào cái thời kỳ mà khủng hoảng ấy thì nó có rất là nhiều cơ hội. Có những cái ngôi nhà, có những cái bất động sản người ta chỉ bán vào cái thời kỳ khủng hoảng thôi. Chứ còn cái thời kỳ thịnh vượng, cái thời kỳ mà xã hội tăng trưởng thì chúng ta không bao giờ chúng ta mò được, không bao giờ có một cái cơ hội là mua được. Điển hình là một số những bất động sản tôi gặp, ví dụ như là ở khu Starlet trên Hồ Tây, hoặc là khu Shibuya, hoặc là những cái bất động sản phố cổ Hà Nội chẳng hạn. Thì những cái ngôi nhà đó, những cái bất động sản đó vào thời kỳ thịnh vượng, ví dụ cách đây khoảng 2-3 năm trước, người ta cũng nhiều tiền, người ta không bao giờ có nhu cầu mà người ta bán bất động sản nó đi. Nhưng mà khi vào cái thời kỳ kinh tế khủng hoảng, kinh tế suy thoái, thì cái một số những cái tầng lớp người giàu làm ăn họ không hanh thông, không thuận lợi, có những cái suy giảm, thăng trầm, thì lúc đấy người ta sẽ phải bán bớt những cái tài sản của người ta. Thì theo tôi đây là một cái cơ hội mà có thể nhìn nhận để mà mua cái bất động sản đó. Tất nhiên đứng về dưới góc nhìn về phong thủy mà nói, thì với những cái ngôi nhà mà đã từng bị thất bại, những ngôi nhà mà đã từng bị phá sản, thì nó phải có những cái nguyên nhân nào đấy gây nên những cái sự thất bại, gây nên những cái sự phá sản đó, đúng không ạ? Thì chúng ta phải đứng dưới cái góc nhìn, ví dụ như là trước khi chúng ta tìm hiểu đấy về ngôi nhà đó, về mặt hình thể nó có vấn đề, hoặc là về năng lượng nó có vấn đề hay không, và khi mà mua thì chúng ta có thể là có cách nào mà hóa giải hay không. Thực ra có một số người cho rằng là ngôi nhà hợp với người nọ, hợp với người kia, thì cái đấy là đánh giá của một cái trường phái, nó gọi là trường phái bát trạch, đúng không? Thì đôi khi là phong thủy nó hợp với ông A, ông Đông tứ mệnh, hoặc là không hợp với ông Tây tứ mệnh, đúng không ạ? Thì ông ấy gặp ông ấy phá sản, nhưng mà ông Đông tứ mệnh vào thì câu chuyện nó lại khác rồi, đúng không ạ? Thì đấy là đứng dưới góc nhìn là phong thủy về mặt bát trạch. Thì thực ra cái phong thủy mặt bát trạch này, ví dụ những cái hướng nhà như là lục sát hay là ngũ quỷ, hay là thậm chí là tuyệt mạng, khi vào những cái trường hợp mà chúng ta có thể làm ngay từ đầu, chúng ta vẫn có thể chúng ta hóa giải được. Hoặc là đứng dưới góc nhìn huyền không học chẳng hạn, ngôi nhà đó vào vận 8, nó có thể nó là suy khí, nó là tử khí, đúng không? Nhưng mà sang giai đoạn 2023 này, nó bắt đầu sang vận 9 rồi, thì một cái vận mới nó chuyển mình, thì đôi khi là vãn vận của vận 8 nó tử khí, nó suy khí, nhưng mà sang vận 9 nó lại tốt lên thì làm sao, đúng không? Hoặc là chúng ta biết cách chúng ta kích hoạt những cái cung tài lộc, kích hoạt những cái cung sơn đắc sơn, thủy đắc thủy, để mà có một ngôi nhà không chỉ tốt về nhân đinh, nó sẽ có tốt về tài lộc thì làm sao? Thì theo tôi, trong cái thời kỳ suy thoái, trong cái thời kỳ khủng hoảng này, thì rõ ràng là chúng ta có đầy rẫy những cái cơ hội để mà chọn lựa những bất động sản. Và thông thường những cái nhà hay, nhà tốt không phải lúc nào người ta bán đâu, mà thường là khi mà vào cái thời kỳ mà
suy thoái khủng hoảng cơ, mặt bằng nó bắt đầu nó có sự điều chỉnh, chúng ta mới có cái cơ hội để mà sở hữu cái bất động sản đó. Thành ra phải kết hợp với những cái nhà mà chuyên môn tốt, phong thủy chuẩn chỉ thì chúng ta mới có những cái cơ hội, chúng ta phân tách tách biệt ra, ta biết là những ngôi nhà đó xấu ở đâu và có những cái cách hóa giải nào, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin và mua được cái bất động sản đó. Vì theo tôi là đánh giá là bất động sản nó cũng chỉ có những cái cơn hoặc là những cái thời kỳ nhất định thôi, nhưng còn khi mà nó vào những cái vận nó tốt rồi thì quý vị làm sao mà có cơ hội để mà sở hữu những cái tài sản như vậy. Thì đây là quan điểm của Phạm Cương về vấn đề này. Thì nếu mà quý vị thấy hay thì nhớ like, nhớ share, nhớ subscribe kênh để đón xem những cái kiến thức thú vị nữa từ phía tôi. Từ đây thì tôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các clip sau.